Hôm nay mọi người sẽ đi tham quan một căn phòng thuộc dạng Executive Suite ở trong khu Vinpearl Luxury Hotel thuộc khu vực tòa nhà Landmark 81 để xem nó như thế nào nhé. Xin gửi lời chào khán giả của Quang Lê. Kính thưa quý vị, khi gửi tiền về Việt Nam thì Sendway luôn luôn là chọn lựa hàng đầu của Quang Lê. Kính thưa quý vị, Quang Lê đi lưu diễn rất nhiều. Trước khi biết đến Sendway thì Quang Lê cũng không biết làm sao để mà gửi tiền về Việt Nam vì những nơi Lê đến hầu như không có dịch vụ đó và người thân ở Việt Nam phải chờ rất lâu. Vì có ứng dụng Sendway, chúng ta có thể gửi tiền về Việt Nam rất nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và đặc biệt không có phí dịch vụ. Quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy cùng với Quang Lê tải ngay ứng dụng Sendway. Đây chính là cái view từ ngoài hành lang, có thể nhìn thấy một phần khung cảnh của Sài Gòn. Và bây giờ chúng ta vào bên trong phòng. Một lần nữa, căn Executive Suite. Trước hết thì khi khách vừa mới vào, khách đầu tiên thì sẽ có một cái món quà chào đón khách vừa mới tới, trái cây, bánh ngọt, các loại nước lọc đầy sẵn, và đây là một cái thiệp chào đón trên màn ảnh thì là dòng chữ chào mừng đến với Vinpearl Luxury Landmark 81 ở 720 A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá gian phòng Executive Suite này. Tất nhiên là cảnh thì xung quanh rất là rộng, ở trên tầng 63 này. Sứ công viên Thủy Vân, mỗi buổi sáng sớm ở California, chuyện đầu tiên cần làm vẫn là phải sạc mọi thứ khi vừa mới vào tới khách sạn. Lại một lá thư vừa chào mừng vừa hướng dẫn cho các khách tới phòng. Nói rõ về cái khách sạn này cũng như là những cái như là những cái thủ tục của nó. Ở đây là menu này là menu thần thánh đây. Nói tới cái vấn đề mà thức ăn, thức uống và giá cả của nó, giá cả chọc trời của nó, với cái món phở chọc trời ở đây
Rồi phòng khách thì tiếp tục những nơi khác. À, đây là một cái tủ nhiều khi mình không để ý đi. Đó, tủ này là có đầy đủ những cái thứ cần thiết như là cà phê, rượu, máy làm nước nóng, máy làm cà phê. Đó, đây cũng có thêm mấy chai nước miễn phí. Tủ lạnh nhỏ nhỏ dưới đây. Đây là một cái nhà vệ sinh nhỏ dành cho khách, của khách. Đây cái nhà vệ sinh với bồn rửa mặt cũng như là bồn vệ sinh. Không có phòng tắm ở trong cái nhà vệ sinh nhỏ này. Và đây là khu vực đi vào, hành lang đi vào phòng ngủ. Chúng ta sẽ quay lại cái mấy cái phần này sau. Thôi cứ vào nó luôn đi. Đây. Đó, tủ. Rất nhiều ngăn đựng để cho người nào mà đi du lịch mà nhiều thứ đó, thì rất là tiện. Nhiều chỗ để đựng đồ. Áo ngủ, áo tắm gì đó. Đây là cái security box, tức là để an toàn những cái đồ vật. Và đây là cái túi miễn phí để cho khách có đựng gì thì đựng. Chỗ để hành lý ở đây. Phòng ngủ. Phòng ngủ với view hai mặt. Góc nhìn rất rộng về thành phố. Bên dưới. Trong phòng ngủ thì có bàn trang điểm, rất là tiện lợi cho các bà, các cô. Giường ngủ, từ giường ngủ có thể thấy được góc bên kia của thành phố và góc bên này của thành phố. Có thêm một cái ghế để mà nghỉ ngơi và ngắm cảnh thành phố. Bên dưới một lần nữa là sông Sài Gòn. Tôi cũng không biết địa hình của thành phố cho nên không biết hướng nào là quận nào, cho nên là có lẽ các bạn địa phương ở đây rành về thành phố sẽ biết được từ hướng này nhìn ra những cái khu vực nào của Sài Gòn này. Chúng ta có thể từ phía này có thể thấy một góc của tòa nhà Landmark 81 đó. Cao chót vót. Góc nhìn có thể nói rất đẹp, rất rộng và rất đẹp.
Thì căn phòng hoàn toàn được đóng kín lại để lấy lại cái không gian riêng tư. Mặc dù là ở trên lầu cao này thì dù có mở ra thì nó cũng đã là rất là kín đáo rồi. Nhưng mà ở với một cái view như thế này mà phải đóng cửa thì quả là phí phạm, cho nên chúng ta lại mở ra. Và đây là phòng tắm và phòng vệ sinh với bồn tắm đứng ở đây. Đó là căn phòng Executive Suite ở trong khu Vinpearl Luxury Hotel Landmark 81. Hy vọng mọi người đã xem mãn nhãn rồi. Bây giờ thì tôi phải nghỉ ngơi một chút xíu, lấy lại năng lượng để tiếp tục cho cuộc hành trình trong những ngày tới nhé. Mọi người tiếp tục đón xem.